Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết phòng khám chống độc vừa điều trị giải độc thành công cho một trường hợp bị nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc nam. Theo đó, từ năm 2019, một nữ bệnh nhân ở tỉnh Đắk Lắk phát hiện mình mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Bệnh nhân đã từng đến thăm khám tại khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ cho thuốc điều trị. Tuy nhiên sau đó, vì nghe lời khuyên của hàng xóm bị bệnh viêm cột sống dính khớp nên uống thuốc nam sẽ tốt hơn thuốc Tây nên đã chuyển sang uống thuốc nam. Sau 4 tháng dùng thuốc nam, không những tình trạng bệnh viêm cột sống dính khớp không cải thiện mà bệnh nhân còn bị tiêu chảy kéo dài, cơ thể bị phù, suy kiệt. Diễn tiến bệnh càng lúc càng nặng và khi đến khám tầm soát tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện cô gái này đã bị loét đường ruột rất nặng. Khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy đã mời chuyên gia chống độc, thạc sĩ bác sĩ Doãn Uyên Vi đến hội chẩn cùng thăm khám để tìm ra nguyên nhân. Khi mà xuống khám thì bệnh nhân, tôi nghĩ là bệnh nhân này đã bị nhiễm độc kim loại nặng ở trong thuốc nam mình uống. Thì lúc đó có cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm để mà tìm cái những kim loại nặng đó. Thì thời điểm đó thì chưa có thuốc giải độc. Thì bệnh nhân sau khi mà đã điều trị một cái liệu trình đã kéo dài thì cái liên loét nó giảm thì bệnh nhân đã ngưng, mình cho ngưng thuốc độc, ngưng thuốc nam, những cái loại thuốc mà bệnh nhân đang uống mình ngưng lại cái thuốc. Thì từ từ nó sẽ, tức là mình cắt đứt được nguồn độc rồi. Bây giờ là cái phần giải quyết hậu quả của đó là thì trong một thời gian dài, cũng gần cả năm thì cái sự liêm loét đó nó mới lành. Thì nhưng mà nó để lại một cái chứng đó là bị mất protein đạm qua ruột. Thì bệnh nhân này cứ phải ngày nào cũng phải truyền albumin, phải truyền theo đạm. Thì như mình thấy là cái rất là tốn tiền cho tại vì cái chai truyền nó vẫn mất là mắc tiền. Bệnh nhân cho biết gia đình chị đã phải cắn răng truyền thuốc mất hơn 1 triệu đồng mỗi ngày cho chị trong suốt 2 năm qua. Truyền nó chỉ duy trì cho em ăn uống ngủ nghỉ được thôi nhưng không hoạt động được nhiều ạ. Hoạt động một tí là vẫn cảm giác mệt chóng mặt nên cũng không làm được gì mấy, chỉ có ở nhà và tới ngày truyền thuốc, sáng nào cũng truyền thuốc. Thấy nói chung là cũng đau, đúng đau làm tại vì bệnh nhân không phải là người khá giả nhưng mà vì cái bệnh của mình đó, cái hậu quả nó gây ra như vậy. Để truyền có lúc bệnh nhân hỏi bác sĩ một câu là em phải truyền đến khi nào, là bác sĩ thì cái lúc đó là mình chưa có thuốc. Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc giải độc kim loại nặng và sau 3 ngày truyền thuốc giải độc, bệnh nhân này đã hồi phục, khỏe mạnh trở lại, không còn tình trạng mất protein qua đường ruột, qua đó chấm dứt việc phải truyền albumin, truyền đạm mỗi ngày. Qua cái ca này đó cũng là khuyến cáo cho mọi người nhận thấy đó là một trong những ví dụ thôi, cho mọi người thấy đó là tác dụng có hại của thuốc nên là nó âm thầm và nó biểu hiện như một bệnh lý nội khoa như vậy đó. Thạc sĩ bác sĩ Doãn Uyên Vi khuyến cáo những ai mắc một triệu chứng bệnh nào đó kéo dài, điều trị nhiều mà vẫn không khỏi thì có thể đến phòng khám chống độc để tầm soát, góp phần gia tăng cơ hội tìm ra nguyên nhân.